chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Quay Crexo nâng cấp một cái biến thể mới đẹp táo bạo đến từ một Quaker sông nước Cần Thơ. Các chiếc Honda Quay đã nhanh chóng trở nên phổ biến tại rất nhiều quốc gia chỉ sau vài năm ra mắt. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái mẫu quay này vẫn để rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho người tiêu dùng, đặc biệt là những anh em thích độ chế. Ngoài những cái độ cao cấp, tôn dáng, vẻ đẹp của xe đã tăng thêm chút hiệu năng nguyên bản, cái chiếc Honda Quay này được một biker ở Cần Thơ chọn lại với rất nhiều cảm xúc cho người xem. Dù là một cái dòng xe số không có mức giá rẻ và rất phổ biến, nhưng cái chiếc Honda Quay này nhiều năm vẫn luôn có một cái lượng fan đông đảo, ngày ngày tìm cách nâng cấp chúng lên những cái tầm cao mới. Điều gì xảy ra cho rất nhiều cái hãng phụ tùng lớn sản xuất những món đồ chơi dành riêng cho cái chiếc Quay, và dòng này cũng có thể dễ dàng được lắp rất nhiều phụ kiện đồ chơi khi những cái chiếc Quay được độ theo đủ phong cách khác nhau đã trở nên rất phổ biến trong giới chơi xe. Nhiều biker đã tìm kiếm cái sự đặc biệt bằng những cách độ khác biệt hơn. Đây cũng là cái cuộc chơi đòi hỏi người chủ phải cực kỳ đam mê và tâm huyết. Dẫn chứng là cái chiếc Quay độ bên dưới đây đến từ một bạn có tên là Tiến, ngụ ở Cần Thơ. Người chủ đã chia sẻ chúng tôi thì cái chiếc Quay này thuộc sở hữu của mẹ anh ta. Nó đã xuống cấp theo thời gian nên đã ý định dọn mới lại. Lúc đầu chỉ định dọn lại gọn gàng cho mẹ đi chợ, nhưng càng thấy càng thích nên dọn thêm rất nhiều để đi uống cà phê. Về cái phần mẹ mình thì anh ta đã mua cái chiếc Whisby cho mẹ đi chợ. Bản đồ hôm nay được lên ý tưởng từ một cái shop đồ chơi có tiếng ở Cần Thơ với mức đầu tư bản đồ khoảng là 50 triệu đồng. Được biết đây là phiên bản Honda Quay RSB với cái sự pha trộn giữa các gam màu xanh, cam, đen kết hợp cùng với tem Resso độc đáo dành cho những khách hàng trẻ tuổi yêu thích cái sự thể thao. Dù là một cái dòng xe phổ thông giá rẻ rất phổ biến, nhưng người chủ đã tạo ra sự khác biệt khi mạnh tay gắt rất nhiều món đồ chơi chất từ cái hiệu danh giá, tên tuổi đẳng cấp như Holin, Raymond Bond, những không những hướng kiển mà còn tăng thêm chút hiệu năng cho xe, tăng cường ánh sáng di chuyển vào đêm, mang lại sự thể thao với chiếc đèn xin được thay thế bằng cái đèn 2 tầng trên của Sinfast. Đây là sản phẩm được anh em chơi xe tin dùng khẳng định được chất lượng từ lúc ra mắt đến nay. Hệ thống phanh được cung cấp bởi cái tay thắng Rainbow Asset Costa Costa đi cùng với bình dầu khói Rainbow. Đây là phiên bản Asset 19 gắn hoàn toàn cái mẫu này phải tách nhẹ cái phần nhựa bởi cụm cái trước lớn zin. Không những hướng kiển mà cái phần tay lái có cấu tập piston lớn, cái cụm còn cái áp suất trợ mạnh tác động đến heo dầu chiếc quét chế độ ổn định cao hơn. Để đem mới cái cảm giác ga cũng nhẹ hơn, cái cụm ga nguyên bản của Honda Quay này được thay bằng cái cụm tăng tốc hai ga từ hãng Dorno, xuất xứ đến từ Ý. Mẫu cụm này là thay đổi cái điểm là căng dây ga, với thay đổi này giúp hành trình ga được rút ngắn hơn để điều chỉnh cho tốc nhanh hơn. Ở bên lưng trái của xe, cái phần yên được khoét lỗ để tạo vị trí lắp cho lực matrix. Đây là món đồ chơi nữa giúp chiếc xe tự tin giữ vững tay lái phải tống tốc độ cao. Cho lực sườn matrix ti bàn hành trình 110 mm được hối và nối một cách nhôm cc gia cố ngay ở vị trí chản bà, giúp cho phần đầu và thân xe cân bằng. Ngoài hướng kiển thì nó còn giảm cái sự lung lắc đầu xe ở vòng tua máy đạt ngưỡng cao. Độ ổn định nặng nhẹ được điều chỉnh qua 16 nấc chỉnh. Chèn chân thì ma mị hơn bởi người chủ đã trang bị cái mâm Daytona huyền thoại đến tiền bản thiết kế thao cho được ưa chuộng. Nhiều em chơi xe săn lùng cái chuyện của nó cũng rất cao. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh, đĩa Rainbow Billet cố định qua các phát nhôm CNC, chạy từ máy, độ sắc nét cực cao. Rainbow được mệnh danh là bậc thầy về phanh nên người chủ đã trang bị toàn bộ phanh thương hiệu này để tối ưu hóa khi kiểm soát phanh trong những tình huống với tốc độ ổn định nhất định. Các chiếc xe được làm mới lại bằng cách là ra một kiểu dáng khả năng điều chỉnh, vì vậy cái động cơ của xe cũng có nhiều lỗi. Chỉ được cái giò đập tích quà, ti thâm nhớt và ống đốt máy sợi già để trang trí. Cổ bô zin cũng được thay bằng cái cổ bô titan cực đẹp trong từng khúc đó nghệ thuật. Khu vực nổi bật nhất trên xe là hệ thống cái giảm sóc Holin bình dầu cao cấp. Cái loại này cửa riêng cho chiếc Honda Quay và rim với cái phục Holin có thể điều chỉnh nhún nhảy của xe khác xa hoàn toàn với phần nguyên bản.
Nếu như phụ xin của xe, độ nhún cũng rất nhẹ nhàng khi chạy nhanh. Người lái có cảm giác xe nhịp mạnh, điều chỉnh vô tình là ảnh hưởng đến tốc độ của xe, gây không ít những sự khó chịu khi là tải nặng. Tuy nhiên, với phụ Hollin, chiếc xe có độ nhún xuống và nảy lên ở mức độ nhất định. Khi người lái không có cảm giác bị nhịp nhàng nhưng vẫn đảm bảo cái độ êm ái ở nhiều vận tốc khác nhau. Exciter C10 độ hoàn hảo, phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con Exciter C10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ trên đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay, được order về để làm nó bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mơn xay cũng rất là tiện lợi khi gửi xe. Cắt gọt cái này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Dono ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt. Nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau có mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hầu lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho cái vành đi trước. Bên cạnh đó có bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Dono để rút ngắn hành trình ra cho xe bay nhanh hơn. Taycan TWM đã quá quen thuộc anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Trên chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc với dòng Hells được bấm mất dầu phong cách CC kết nối với heo dầu diesel 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo Rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với Rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu zin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các phục Hollin bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của phục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân cho bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái phục Hollin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so với phục zin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dùng là cái bộ Uma Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ két kim zin nhưng được minh lại bằng cách là ốp cặt bằng vờ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Chèn chân được trang bị cái mâm Rainbow cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem zin bao gồm cái dàn sao chính hãng từ I15 ZR của Malay, che trước của Exciter 104 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là quét bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của FXG Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là chi tiết, nhớ like, subscribe.